Thầy An mến chào quý phụ huynh và các em học sinh. Thì thầy An muốn giới thiệu với các bạn là đây là sách bài tập Chân trời sáng tạo, là cuốn sách kèm theo sách giáo khoa. Thì các bạn nên mua cuốn sách này để mình làm thêm. Chứ còn đọc sách giáo khoa rất là ít bài tập các bạn. Mình mua thêm mình làm để mình luyện tập và mình nâng cao lên ha. Trong sách bài tập thì người ta sẽ viết từ dễ đến khó, những cái bài đầu dễ dễ và những cái bài sau người ta nâng cao khó dần khó dần. Và ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập của bài 1. Rồi đây là bài tập bài 1. Chúng ta đi vào bài 1. Cho x là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp x bằng hai cách. Thì mình biết rằng là mình có hai cách để viết tập hợp, đó là cách thứ nhất là liệt kê các phần tử và cách thứ hai là chỉ ra các tính chất đặc trưng. Được chưa? Thì x là tập hợp các số lẻ, thì mình viết là x gồm các phần tử. Các số lẻ lớn hơn 10. Lớn hơn 10 là số 11, số 13, số 15, số 17, số 19. Nhỏ hơn 20. Nhỏ hơn 20 nên tới đây chúng ta dừng. Đó là cách thứ nhất ha. 11, 13, 15, 17, 19. Rồi, chúng ta viết cách thứ hai ha. Cách thứ hai là chỉ ra các tính chất đặc trưng. Thì mình thấy nè, ở đây là các số tự nhiên ha. X thuộc số tự nhiên ha. X thuộc số tự nhiên sao cho x lẻ. X là số lẻ. Và x của chúng ta phải lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20. Có nghĩa là 10 bé hơn x và bé hơn 20. Ok, đây là cách thứ hai. Đó, chúng ta chỉ ra các tính chất đặc trưng. Thứ nhất là nó thuộc tập hợp các số tự nhiên. Thứ hai là nó là số lẻ. Và thứ ba là nó phải lớn hơn 10 và bé hơn 20. Đó là những cái tính chất đặc trưng. Chúng ta qua bài 2. Cho y gồm các phần tử x sao cho x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3. Nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3. Trong các số 3, 6, 9, 12, số nào thuộc y, số nào không thuộc y, dùng ký hiệu để viết câu trả lời. Thì thứ nhất là 3. Chia hết cho 3, nhỏ hơn 10. Ha. Thì 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 là mình thấy đây là những số tự nhiên. Chia hết cho 3. Như vậy thì mình coi thử số nào nhỏ hơn 10 nữa thì thỏa mãn đúng không các bạn? Thì số 3, số 6, số 9. Đây là ba số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3. Cho nên là ba số là 3, 6, 9 sẽ thuộc tập y. Còn số 12 là lớn hơn 10 cho nên số 12 không thuộc tập y. Nha. Chúng ta viết là 3 thuộc tập y. Được chưa? Rồi 6 thuộc tập y, rồi 9 thuộc tập y và cuối cùng là 12 không thuộc, chúng ta viết thuộc chúng ta xịt một cái tập y. Đó. Thì mình đã dùng ký hiệu để mình trả lời nha. Chúng ta xong bài 2. Bây giờ chúng ta qua bài 3. Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ Nha Trang. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Câu A là N không thuộc M. À, N không thuộc M. Thì mình thấy ở đây là có N. Được chưa? Mà người ta nói là N không thuộc M. Thì là khẳng định này là sai rồi. U thuộc M. Mình không thấy chữ U ha. Không thấy chữ U. Cho nên việc người ta nói là U thuộc M là sai. T thuộc cái M. À, mình thấy T. À, có T đây. Ok, đây là câu đúng. Đây là khẳng định đúng. Cuối cùng, Q thuộc cái M. Mình nhìn đây mình thấy là không có chữ Q, cho nên là Q không thể nào thuộc tập hợp M được. Cho nên D sai. Vậy thì chỉ có câu đúng là câu C. Ha. Thì mình nói là C là đáp án đúng.
Mình qua bài 4. Tương tự như vậy các bạn. Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ Nha Trang bằng cách viết nào đúng? Người ta hỏi mình là trong cái đáp án đó đáp án nào đúng? Thứ nhất là đáp án A, chúng ta xem nè. N H A T R A N G. À, thầy thấy là chữ N N người ta viết hai lần các bạn. Chữ A người ta viết hai lần. Cho nên là sai rồi. Tập hợp các phần tử chúng ta phải viết một lần thôi ha. Viết một lần thôi. Ví dụ như là chữ N với chữ N thì chúng ta viết một lần thôi, không có nên viết hai lần như vậy ha. Không phải là không nên mà không được. Về quy tắc, chúng ta viết tập hợp, chúng ta chỉ viết một lần thôi, cho nên là đáp án A sai. Rồi, đáp án B N H A T R G có vẻ đúng các bạn, à, để đó là. Tiếp theo đáp án C N N người ta viết hai lần ha, nên là đáp án C sai. Như vậy thì B và D thôi các bạn. Mình thấy nè, Nha Trang thì chữ N hai lần thì chúng ta bỏ đi một chữ N, chữ A lặp lại chúng ta bỏ đi một chữ A. Như vậy thì tập hợp M của chúng ta sẽ gồm các phần tử là NHA TRG ha, NHA TRG. Ok, đáp án này đúng các bạn. Còn ở đây là NHA TR à thiếu G ha, đáp án này sai. Bởi vì thiếu G nữa các bạn, G đây nữa. Ok các bạn. Cho nên là đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu 4 mình nói là B là đáp án đúng. Chúng ta qua bài 5. Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc tổ 1 lớp 6A. Bùi Chí Thanh, Lê Mai Lan, Nguyễn Đức Văn, Bạch Phương Trinh, Hoàng Ngọc Thanh, Đỗ Thị Dung, Nguyễn Lê Văn Anh. Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ. Có cùng họ. Thì mình xem thử coi những bạn nào có cùng họ. Nguyễn à thầy thấy là ở đây họ Nguyễn nè, đây họ Nguyễn nè. À, hai bạn này cùng họ các bạn. Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ, Nguyễn. À chỉ có hai bạn này cùng họ thôi. Đề bảo chúng ta là viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ. Như vậy là tên Văn và tên Anh nha. Bảo mình viết tập hợp tên. Bài 5A. Mình nói là tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ là tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ là. Tập hợp này thầy không cần đặt tên nên thầy chỉ cần viết dấu ngoặc này là liệt kê ra Văn và Anh ha. Văn và Anh. Đó, tập hợp này có hai phần tử thôi. Câu B, viết tập hợp các họ của các bạn trong tổ 1. Câu B mình nói là hợp các họ của các bạn trong tổ 1 là tương tự như vậy. Chúng ta để trong dấu ngoặc nhọn ha. Đề bảo chúng ta là viết tập hợp các họ nha, các họ thôi nha các bạn. Câu A là viết tập hợp các tên. Câu B là viết tập hợp các họ ha, các bạn chú ý. Thì mình liệt kê ra, mình liệt kê các họ ra và họ nào trùng thì mình chỉ liệt kê một lần ha. Thứ nhất là họ Bùi nè. Và chấm phải nha các bạn, Bùi nè, họ Lê nè. Tiếp theo là họ Nguyễn nè. Tiếp theo là họ Bạch. Tiếp theo là họ Hoàng. Họ Đỗ. Và họ Nguyễn. Họ Nguyễn trùng rồi các bạn. Trùng rồi. Họ Nguyễn trùng rồi. Nên chúng ta không viết nữa nha. Họ Nguyễn trùng rồi. Là hết rồi. Ha. Như vậy thì mình có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. Tập hợp này gồm 6 phần tử. Rồi, thầy kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn học tốt.